Kính chào quý anh chị khách hàng đã đến với kênh Tùng Vlog R368 Vlog. Lời nói đầu tiên xin kính chúc quý anh chị khách hàng nhiều sức khỏe bên gia đình và người thân. Các sản phẩm nhà đất bên em luôn chính chủ và rõ ràng thông tin minh bạch với giá bán đúng thị trường nên quý anh chị hoàn toàn có thể an tâm ạ. Hôm nay em xin giới thiệu đến anh chị một nền đất tại khu vực Mỹ Hưng, Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Từ vị trí lô đất của mình, anh chị có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố Mỹ Tho chỉ với tầm khoảng 4 phút di chuyển và hầu hết các tiện ích và dịch vụ phục vụ nhu cầu sống và làm việc đều hiện hữu ở nơi đây ạ. Và đây là đường đan dẫn vô lô đất của mình ạ. Đường đan này rộng tầm khoảng 2 mét nha quý anh chị. Từ đầu đường mình đi vào tầm 50 mét là tới vị trí đất của mình ạ. Hiện tại khu vực này cũng có nhiều hộ dân sinh sống rồi nha quý anh chị. Lô đất mà em sắp giới thiệu cho mình rất phù hợp để xây dựng nhà ở để sinh sống ạ. Và đây chính là vị trí lô đất của mình nha quý anh chị. Lô đất của mình thì cách cái đầu đường ở ngoài lộ tầm khoảng 50 mét à. Em xin phép giới thiệu sơ bộ về cái lô đất cho mình tham khảo à. Lô đất của mình giáp với hàng rào nha quý anh chị. Hiện tại thì lô đất của mình có diện tích là 4.6 x 28 thì nó rơi vào khoảng 130 mét vuông à. Đất full thổ cư, giấy tờ đầy đủ, không vướng quy hoạch gì hết nha quý anh chị. Và nếu mình mua thì chủ đất sẽ bao sang tên cho mình luôn à. Về phần giá bán thì chủ đất chốt giá bán với mình là 720 triệu nha quý anh chị. Hiện tại khu vực Đạo Thạnh giờ quy hoạch nhiều lắm, tương lai nhà đất khu vực Mỹ Phong sẽ sốt trong thời gian tới. Nên quý anh chị khách hàng có thể tham khảo miếng đất này của bên em ạ. Nếu quý anh chị khách hàng, quý nhà đầu tư quan tâm đến miếng đất bên em thì có thể liên hệ ngay với em qua số hotline bên dưới video ạ. Bên em sẽ hỗ trợ mình đi xem trực tiếp đất và chốt giao dịch với chính chủ luôn nha quý anh chị. Ngoài ra bên em còn nhận ký gửi và quảng cáo nhà đất cho quý khách hàng. Nếu quý anh chị có nhu cầu ký gửi nhà đất có thể liên hệ với em qua hotline 0943 43 63 86 hoặc Zalo 0964 453 362. Em xin cảm ơn và xin phép kết thúc video tại đây ạ. Nếu quý anh chị khách hàng quan tâm về các sản phẩm nhà đất ở khu vực Tiền Giang hoặc các khu vực lân cận, có thể nhấn vào nút đăng ký và nút nhận thông báo ở dưới video để có thể cập nhật những sản phẩm nhà đất mới nhất ở bên em ạ. Xin cảm ơn quý anh chị khách hàng đã quan tâm và theo dõi video. Xin cảm ơn.